Những con hàu hình trái tim gây xôn xao dịp Valentine này là sản phẩm của một người nông dân nuôi hàu lâu năm ở miền nam nước Pháp, ông Christopher Guino. Ông đã tìm ra cách để biến những con hàu của mình có hình dạng giống như hình trái tim, tăng tính lãng mạn và tạo thêm niềm vui cho các cặp đôi trong ngày lễ tình nhân. Nhưng bí quyết giúp ông nuôi được những con hàu có hình dáng như vậy là một điều bí mật. Hàu hình trái tim được người nông dân này kỳ vọng sẽ mang lại trải nghiệm mới mẻ cho các cặp đôi, đồng thời đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa sản phẩm quà tặng trong dịp lễ Valentine. Những con hàu này chỉ được bán và phục vụ vào ngày lễ tình nhân và chỉ có tại các nhà hàng sao Michelin. Hãy tưởng tượng hai con hàu tuyệt đẹp dành cho hai người yêu nhau trong một nhà hàng nổi tiếng, được trình bày đẹp mắt trên một chiếc đĩa. Cũng chấp thời cơ dịp Valentine, anh Michael Page đã quyết định thực hiện màn cầu hôn độc đáo với chị Tara McAuley trên một chiếc bồn ngâm nước nóng nổi, trên một con kênh tại West India Quay, London. Ở trên thành cầu là một tấm biển to với dòng chữ Tara, em sẽ làm vợ anh chứ? Lý do anh Michael chọn màn cầu hôn độc đáo này là để tái hiện ngày đầu tiên họ hẹn hò cách đây gần một năm, cũng ngay trên chiếc bồn ngâm nước nóng nổi trên sông. Tôi đang pha trộn giữa ngạc nhiên, phấn khích và cả hoang mang nữa, bởi tôi không ngờ anh ấy đã cầu hôn tôi. Đúng lúc tôi cũng đang có kế hoạch lớn để cầu hôn anh ấy. Không khí Valentine cũng đang lan tỏa khắp Đông Nam Á. Tại Thái Lan, hôm nay, hơn 40 cặp đôi đã làm lễ kết hôn tập thể tại một vườn bách thảo thuộc tỉnh Chonburi, phía đông thủ đô Bangkok. Các phu công và ban nhạc dẫn đầu đoàn rước voi. Theo sau là các cặp đôi cưỡi trên lưng voi. Quan chức địa phương giám sát việc ghi giấy đăng ký kết hôn cũng ngồi trên lưng voi. Đây là điều mà chúng tôi sẽ ghi nhớ mãi. Chúng tôi ký vào giấy đăng ký kết hôn, được cưỡi voi và mặc trang phục truyền thống của Thái Lan trong ngày đặc biệt này. Thật hạnh phúc. Chúng tôi kết hôn hôm nay vì đó là ngày tình yêu. Vườn bách thảo rất đẹp, sự kiện này cũng rất thú vị. Đó là lý do chúng tôi quyết định đến đây cùng nhau. Dịch bệnh chưa bao giờ có thể ngăn được tình yêu.